Thì trong một cái quá trình, một cái thời gian nó dài gì quý vị biết không? Nó vẫn không quên là nó đứng sau lưng. Tại vì cái công của nó phải bỏ công ra. Nó ngồi nó toan tính để làm gì quý vị biết không? Để lấy được hết cái tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Bởi nó về nó làm, nó đặt cách nó làm gì? Nó là ông trùm cuối. Nó dự định là nó làm gì? Nó tính lên nó làm hoàng thượng. Cái thằng đó quý vị nên nhớ kỹ là sạc lỡ nó là chỉ là thằng thái giám thôi. Hoàng hậu chưa lên ngôi, cái thằng thái giám đâu có cửa. Còn hoàng hậu mà, vua mất vẫn còn hoàng hậu nghe thái giám. Thái giám nên nhớ kỹ, cái đầu của nhà ngươi còn đang tạm trú lên cái cần cổ của nhà ngươi đó nghe thái giám. Cái bộ chỉ huy của nhà ngươi đó, ông vua chưa có thiến đó. Cho nên giữ chức thái giám bằng cách là cho ông tạm trú tất cả bộ phận của ông nằm trên cơ thể của ông, là nó tạm trú hết đó, cho ông biết gì đó nghe. Chứ ông đừng có ở đây ông xà lơ, ông la lối, ông lên ông nói chi cho cộng đồng chửi ông vậy. Không ai binh hết trơn. Ông tính có công mà, để ông vô ông làm hoàng thượng. Rồi bắt đầu tiến cung cho cái con gọi là do ché, nó tiến cung vô, nó làm là cái gì à? Gì con của vua? Con của vua là gì? Con của vua là, con của vua là gì quý vị? Còn tại vì mình không có biết hầu quản cải lương. Rồi bắt đầu tính cho là chị bào, chị vô, chị làm hoàng hậu. Rồi đứa con của hoàng hậu tiểu thơ đương kim hoàng hậu do ché. Phải không? Do ché là hoàng hậu đó. Nhưng mà nên nhớ kỹ, còn một người các ngươi không qua được đâu. Còn hoàng thái hậu đang trơ trơ ở đó thì không ai có thể qua mặt được hoàng thái hậu. Nhớ nha, nhớ nha. Cho nên anh sặc lỡ ơi, anh bớt cái kiểu cách của anh đi nghe. Anh sặc lỡ, anh bớt đi. Anh sặc lỡ này nè, bớt cái tánh côn đồ, bớt cái tánh mất dạy lại. Như vậy đó. Thì bây giờ tới cái thời điểm này nè, anh có thấy cái hậu quả của bên cái lũ do ché chưa? Tất cả các ông các bà cho rằng cái điều này mình làm đúng. Đúng chỗ nào, đúng ở đâu? Chỉ cái đúng đó cho chúng tôi xem với. Không ai thấy hết, cho chúng tôi xem với nào. Chỉ biết sống, chỉ biết chỉ trích người khác nhưng không nhìn nhận là bản thân mình. Bây giờ nè, Loan sẽ có một cái tin vui thế nè. Quý vị biết không, trời đất ơi, tại nên Loan nó giỏi cái gì đâu mà nó giỏi. Dạo này là Loan đi quay MV, MV để phát hành những cái ngày Tết đó quý vị. Từ đây tới cái ngày Tết mà tới tháng 4 á, Loan không đi theo con đường nghệ thuật, nhưng có rất nhiều cô chú, bà con, ông bà năn nỉ Loan rất là nhiều. Những người yêu mến Loan, hôm qua hôm kia giờ ngày nào cũng có một đoàn xe, phái đoàn xe từ Trà Vinh cũng có, Vũng Tàu cũng có, ghé lên mua hàng ăn vặt, tiểu thư ăn vặt. Mấy cô chú anh chị thấy không? Trời ơi, người ta buôn bán như vậy đó, ta nói nghe. Bởi vì cái bên cần cờn tức lắm quý vị ơi, tức chịu đời đâu có nổi. Dự định chắc Tết cũng lấy khô bò khô chó về bán. Lấy khô bò khô chó về bán. Hồng Loan bây giờ đại sứ thương hiệu của tiểu thơ ăn vặt nha, cho quý vị biết như vậy đó. Người ta mua, người ta ủng hộ. Mà cái cách ủng hộ người ta, người ta đi tới nhà luôn đó, không cần có shipper đem tới. Thấy chưa? Trời ơi, phải mà cô do ché mà cổ được như vậy, trời ơi, cũng nên cái mặt dữ lắm luôn á quý vị. Cái cổ thua người ta, cái cổ nói à, em không có giả tạo được. Trời ơi, do ché mà không giả tạo thì ai là người giả tạo đây? Do ché tưởng đâu là do ché giả thiệt à, giả tạo. Mà đi nói người khác giả tạo như mình, làm như mình vô tội lắm, mà vô tội vạ. Mình là người quá trời tội luôn. Hiểu chưa? Chào Huỳnh Hương. Mong một ngày nào chúng ta có một góc độ để nhìn nhận lại.
Tôi chỉ mong một ngày nó cúi đầu, nó nhận tội thôi quý vị. Tôi chỉ chờ tới ngày đó thôi, chứ ngoài ra tôi không có chờ tới cái gì hết trơn. Chỉ biết lang bang, chỉ biết đi ăn cướp, đi rình rập nhà người khác, rồi dùng những cái trò bẩn thỉu, ma mị, bùa ngải để thu phục người khác nghe lời mình. Năm Tây tháng 1, chúng ta sẽ có một hồi kết thẩm định lần thứ 3. Lần thẩm định này khác lần thẩm 2 lần trước. Lần thẩm định này cũng là lần thẩm định đi ra vành móng ngựa, trước vành móng ngựa. Để làm gì? Để làm thẩm định lần này đồng nghĩa để dọn hết tất cả những cái tài sản, gọi là cái tài sản gì? Ba cái đồ rác rưởi đó vứt ra ngoài đường, để trả cái mặt bằng để cho người ta buôn bán, người ta còn sửa chữa lại nhà cửa nữa. Hiểu không? Chứ ai đâu mà cho tụi bay gửi đồ hoài vậy? Giờ tụi bay có nhà có cửa rồi, có nhà có cửa hết rồi, thì tại sao mà không chịu tự làm đi? Vừa ngu, vừa lì, vừa mất dạy. Kỳ đúng không quý vị ha? Quá kỳ, kỳ hoặc lắm. Rồi còn thêm tất cả MV sắp tới, ca sĩ Nguyên Vũ đã chuẩn bị một MV thứ hai, gọi là tập 1 và tập 2. Phần 1 và phần 2, hết tất cả các phần này thôi, để chờ xin Bộ Thông tin Văn hóa họ sẽ duyệt, bắt đầu sẽ tiếp tục MV, gọi là MV kỷ lục, MV triệu view đó, MV triệu view đó cả nhà. MV đó thật sự ra rất vui, mừng cho Loan, mừng lắm quý vị. Một cái cô công chúa nhiều năm, gọi là công chúa ngủ trong rừng, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm họ không được đi ra ngoài, bây giờ họ bước ra ngoài cái biển lớn. Nhưng mà tôi nói rồi, một cái phong cách kiểu tiểu thơ thì mãi mãi vẫn là tiểu thơ. Có kiểu mà tiểu thơ giả đó quý vị, thì vô là biết liền à. Con cũng đặt cách của ông Hoàng là đó đúng mới là tiểu thơ. Từ thần thái, từ phong cách, người ta chưa bao giờ người ta đứng trên sân khấu để người ta diễn, nhưng người ta có cái máu. Cái máu nghệ thuật nó từ trong, nó di truyền từ trong người cha người ta có sẵn rồi. Quý vị thấy rõ ràng không? Nó có cái di truyền từ cha mẹ, đời của cha mẹ mình, cái máu đó nè. Alo? À vậy hả? Chừng nào tới alo nha. Có ăn ăn cơm không? Ăn cơm thì ở đây em nấu cơm. Thôi để nấu cơm, để làm đồ ăn. Chừng nào ông Lan lên thì tới đó ghé em ăn cơm luôn. Em không biết, chắc nó đi mà. Nó làm đồ ăn cho con đó. Rồi. Ok. Này khách tới nhà, tôi gọi là khách tới nhà mà không gà thì dịch. Khách tới nhà tôi đãi khô ăn cho rảnh cái mỏ luôn. Ngồi la gì thời gian đâu đi chợ.